Thánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 386 của bộ truyện Tiên Hiệp Đế Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi diễn biến của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lúc bấy giờ, trong lòng Vô Cực lạnh lẽo, tịch diệt kiếp đã khởi động hướng thời đại tiên đạo đánh tới, không những đánh về hướng thời đại tiên đạo mà còn đang đánh thẳng vào đạo quân điện, bởi vì năm chiếc chuông cuối cùng nổ tung ngay trước đạo quân điện. Thật là tìm đường chết mà! Thân hình của Vô Cực Thiên Tôn run rẩy, hắn thấp giọng nói, đạo không, nguyên mẫu cùng các đạo quân, đạo tôn cùng thiên quân đều lộ ra vẻ kinh ngạc, hoảng sợ và thất thố. Sắc mặt của Giang Nam lúc bấy giờ cũng trong nháy mắt âm trầm xuống, yên lặng không nói gì. Một màn này thật sự làm cho họ không biết nên làm thế nào cho phải. Đạo quân điện đã sừng sững ở cuối thời gian cùng không gian, nguyên bản sẽ không bị kéo tới 22 trận kiếp ba kia, mà bây giờ Thanh Liên Tiên Tôn cầm tịch diệt thiên luân đi tới đạo quân điện, mà nhóm chuông cuối cùng nổ tung ngay trước điện, kiếp ba bị đạo trác gợi lên sẽ men theo tịch diệt kiếp tràn ra trong chuông tìm tới. Ngay cả đạo quân điện cũng không may mắn thoát khỏi, sẽ bị kiếp ba chảnh tới. Tìm đường chết sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn tìm đường chết mới phải. Thanh Liên còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn Giang Nam tức giận, đằng đằng sát khí nói, người đã đáp ứng không quấy rối, lại không giữ lời hứa của mình, trở mặt như chớp vậy, còn dám tự xưng Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? Hôm nay ta sẽ chóc ra mặt của ngươi trước mặt chư vị đạo hữu đấy, đánh cho ngươi một trận, cho ngươi không mặt mũi nào xuất hiện trước mắt người đời. Thần sắc của Giang Nam tiêu điều, ngẩng đầu nhìn về phía xa, lạnh nhạt nói, việc đã tới nước này, tùy ngươi nói như thế nào thì nói đi. Ta trả giá nhiều như vậy, thời đại tiên đạo vẫn không tránh khỏi bị hủy diệt, vẫn khó tránh khỏi tịch diệt kiếp cuối cùng này. Sao? Tiểu bối còn cố làm ra vẻ sao? Thanh Liên Tiên Tôn đang định động thủ, đột nhiên chứng kiến thời gian trùng điệp trước đạo quân điện, không khỏi chấn động, chỉ thấy từng trận kiếp ba cuồn cuộn khởi động, từ quá khứ lao thẳng tới tiên đạo thời đại cùng đạo quân điện. Tốc độ càng nhanh hơn lúc trước, hắn suy diễn rất nhiều lần. Nhanh nhất chỉ vài giờ, chậm nhất cũng chỉ vài ngày thời gian. Ngay lập tức hắn liền chứng kiến Vô Cực đạo trác đang xuyên qua thời gian, không khỏi giận dữ. Ánh mắt nhìn Vô Cực lạnh lùng nói, nguyên lai Vô Cực đạo hữu phá rối, là ngươi tế lên đạo trác gợi lên 22 trận kiếp ba tiền sử đối phó với thời đại tiên đạo sao? Thật đáng buồn, đáng tiếc mà. Cuối cùng ngươi chơi quá mức rồi, làm phiền đạo quân điện tự tay mai táng quần hùng đạo quân điện, có thể nói ngươi tự chui đầu vào giọ rồi. Cầm miệng! Sắc mặt Vô Cực xanh mét, phẫn nộ quát lên, nếu không phải do ngươi đánh nát chuông trong tịch diệt thiên luân, phóng thích tịch diệt kiếp, kiếp ba có thể có uy thế mạnh như vậy hay sao? Có thể đánh về phía đạo quân điện hay sao? Sao? Ta phóng thích tịch diệt kiếp sao? Trong lòng của Thanh Liên Tiên Tôn cả kinh, lập tức tỉnh ngộ lại, thế mới biết mình đã suy tính đúng. Mà bởi vì tịch diệt thiên luân bị phá hủy, làm tốc độ kiếp ba lao tới càng nhanh hơn. Hắn vốn cho rằng kiếp ba là do tịch diệt đạo nhân gợi lên, bởi vậy cùng đế lân đi đối phó với tịch diệt, chỉ cần tiêu diệt người kia là có thể hóa giải kiếp ba, miễn cho thời đại tiên đạo gặp nguy nan. Giờ phút này nhìn thấy Vô Cực đạo trác, hắn mới biết mình đã oan uổng tịch diệt, mà là do Vô Cực gợi lên kiếp ba. Giang Nam thúc giục Nguyên Thủy Đại La bảo kiếm ngăn cản hắn cũng không phải vì thêm phiền cho hắn, mà là vì ngăn cản hắn vì phá hủy tịch diệt thiên luân. Chính vì những chiếc chuông trong tịch diệt thiên luân phá nát nên mới phóng thích tịch diệt kiếp, hấp dẫn kiếp ba càng lao nhanh vào thời đại tiên đạo. Thế nhưng Vô Cực đem toàn bộ sai lầm đổ lên người của hắn, Thanh Liên làm sao nhận biết được đây? Chụp mũ lên đầu của ta sao?
Thanh Liên Tiên Tôn cười ha ha nói: cho dù ta không phá vỡ tịch diệt thiên luân, tịch diệt đạo nhân vẫn phát hiện điểm này, làm chuông tự báo. Vừa rồi là do tịch diệt phá hủy chuông, làm tịch diệt kiếp trào ra, có quan hệ gì với ta đây? Ta chỉ vừa lúc gặp phải, đổi lại là ai, chỉ sợ kết quả đều giống nhau thôi. Đột nhiên đạo quân điện phóng thích uy lực khủng khiếp, hung hăng oanh thẳng về hướng Thanh Liên. Sắc mặt Thanh Liên kịch biến, vội vàng tới lên hồng mông Thanh Liên. Hồng mông tam thánh hiện lên, hợp lực thúc dục Thanh Liên ngăn cản một kích này. Oanh một tiếng, thúc dục đạo quân điện không chỉ là Giang Nam, thậm chí cả Nguyên Mẫu, Vô Cực cùng đạo không đồng thời phát huy, khiến uy lực của thần điện bùng nổ. Vô số liên hoa phá nát, thậm chí tam thánh cũng bị chấn đến dập nát. Thanh Liên Tiên Tôn kêu rên, bị hồng mông thanh niên rách dưới bao bọc lấy, oanh nhập vào tiên giới. Dù hắn lấy bảo chứng đạo, nguyên thủy chi bảo không hủy diệt, thế nhưng bị đánh cơ hồ suýt chết. Thanh Liên ho ra máu, ho ra linh quang phá nát trong cơ thể, xoa ngực cả giận nói: việc này có thể toàn bộ trách ta hay sao? Muốn trách chỉ có thể trách Vô Cực cùng Tịch Diệt, hai người họ mới là đầu xó gây nên chuyện này, có quan hệ gì tới ta đây? Các ngươi ôm hận đánh người, vờ đũa cả nắm như vậy, thế nhưng không cần tính toán lúc này, chi bằng đi tìm Đế Lân cùng hắn chấn áp kiếp ba, nếu không thời đại tiên đạo sẽ vĩnh viễn mất đi. Trước đạo quân điện, uy lực của thần điện dần dần cũng bình ổn. Chanh một tiếng, nguyên thủy đại la bảo kiếm bay tới. Giang Nam cầm bảo kiếm, đột nhiên thấp giọng cười nói: tự gây nghiệt không thể sống được, thật uổng cho ta trả giá nhiều như vậy, thì nhưng vẫn bị các ngươi phá hư. Tịch diệt kiếp tiên đạo đã không thể tránh được, vậy chỉ còn lại sát kiếp thôi. Cũng được thôi, ta sẽ dứt khoát giết không còn một mảnh. Đạo quân điện cũng là tự mình tìm đường chết, đem chính mình kéo vào trận sát kiếp này, chết chưa hết tội. Đạo không khẽ nhíu mày, ho khan một tiếng nói: nguyên thủy thiên tôn, việc này chẳng thể trách đạo quân điện được. Người câm miệng! Giang Nam giận dữ quát lớn: người cũng đáng chết muôn phần, nếu không có người trợ giúp Vô Cực, Vô Cực há có thể gợi lên hạo kiếp lớn như vậy hay sao? Suy nghĩ của người đơn giản là hủy diệt thời đại tiên đạo, không biết hiện giờ các người đem toàn bộ mọi thứ đều hủy diệt đi. Sắc mặt của đạo không kịch biến, trầm mặc không nói gì. Vô Cực cười lạnh nói: phóng về đạo quân điện chỉ là 5 trận kiếp ba mà thôi, với lực lượng đạo quân điện còn chấn áp được, không tạo ra bao nhiêu tai nạn cùng rắc rối cả. Thời đại tiên đạo hủy diệt chính hợp với ý ta, sau khi tiên đạo bị phá hủy, đạo không cũng có thể mở ra cổ thần thời đại khác kia. Giang Nam cười ha ha, cầm kiếm lắc đầu đi xa. Thanh âm xa xa truyền tới: kẻ ngu xuẩn tự cho mình trí tuệ khôn cùng, lại không biết rằng chính mình đem mình góp vào. Vô Cực, sao ngươi không tính toán chừng nào kiếp ba tới tiên giới, khi nào tới đạo quân điện, hơn kém nhau bao nhiêu năm đây? Sắc mặt Vô Cực khẽ biến, cười lạnh nói: đạo quân điện sừng sững ở cuối thời gian cùng không gian, ở tương lai xa xôi vô cùng, kiếp ba vĩnh viễn sẽ không tới được, cho dù có tới cũng không biết bao nhiêu tỷ năm sau. Lúc này bên trong đạo quân điện, Luân Hồi Đạo Tôn vội vàng thôi toán một phen, đột nhiên sắc mặt kịch biến, đặt mông ngồi dưới đất. Vô Cực vội vàng thôi toán, nhất thời cũng sắc mặt trắng bệch. Tại sao có thể như vậy? Hắn đã tính ra kiếp ba gần nhất 3 ngày sau sẽ tới đạo quân điện, chỉ kém tiên đạo thời gian không tới 3 ngày. Với tốc độ khởi động của kiếp 3 bây giờ, 1 ngày tương đương với 1 tỷ năm, 3 ngày tương đương 3 tỷ năm. Mà thời đại tiên đạo vượt qua trung kỳ, theo lẽ thường suy đoán còn 2 tỷ 800 triệu năm mới hoàn toàn tịch diệt. Cũng có nghĩa là đạo quân điện dừng ở thời đại tiên đạo 2 tỷ 700 triệu năm hoặc 2 tỷ 800 triệu năm tương lai. Đồng thời ở phía sau đạo quân điện chính là tịch diệt kiếp trung cực cuối cùng. Trận đại kiếp nạn kia đi qua, không còn sinh mệnh nào có thể tồn tại. Cũng chính là nói, tịch diệt kiếp tiên giới chính là tịch diệt kiếp cuối cùng. Cho tới bây giờ, rốt cục hết thảy đã trong sáng. Sau thời đại tiên đạo, vũ trụ tan biến, biến mất hết thảy dấu vết tiền sử, vô luận đạo quân điện hay thời đại tiên đạo hoặc cường giả tiên sử, tất cả đều bị săn bằng. Mà trận tịch diệt kiếp cuối cùng này do các đạo quân dẫn dắt lên, Thanh Liên đánh nát 3 chiếc chuông dẫn dắt tịch diệt kiếp.
Tịch Diệt đạo nhân nổ bạo cả Tịch Diệt thiên luân, dẫn động Tịch Diệt kiếp. Giang Nam vừa nói là do họ tự gây nghiệt, chết chưa hết tội, đích thực là không sai, cũng không phải dọa nạt bọn hắn. Đạo quân điện chỉ còn lại chưa đầy 2 tỷ 800 triệu năm. Thời đại tiên đạo diệt vong, đạo quân điện cùng hết thảy di tích tiền sử đều sẽ bị diệt sạch, không còn tồn tại. Khóe mắt Vô Cực nhảy lên, thật lâu không nói gì. Nguyên Mẫu chợt lên tiếng: Vô Cực, hiện tại ngươi thu lại đạo trác đi, đem kiếp ba đuổi về tiên sứ, hẳn là con kiếp. Đạo Không gật đầu, thanh âm khàn khàn nói: Không sai, Vô Cực đạo huynh, hiện giờ chỉ còn lại còn cách này thôi, đuổi kiếp ba về tiền sứ, nếu không ngay cả đạo quân điện cũng khó mà bảo toàn. Sắc mặt Vô Cực âm tình bất định, Nguyên Mẫu cười lạnh nói: Vô Cực, tới bây giờ ngươi còn chưa tỉnh ngộ, chưa từ bỏ ý định hay sao? Ngươi còn muốn hủy diệt thời đại tiên đạo, đặt chân đến đại đạo cuối cùng hay sao? Ngươi chứng đạo cuối cùng, người của đạo quân điện ta phải tặng mạng cho ngươi, khiến người khác làm sao phục ngươi đây? Sắc mặt của Vô Cực âm trầm, thật lâu sau chợt cười nói: Chư vị đều là đạo hữu của ta, nếu vì thành tựu của ta mà làm các người mất mạng, ta làm sao nhẫn tâm đây? Lại nói ta thành tựu đại đạo, không có người làm bán, không có người thưởng thức thành tựu thì có gì vui đây? Thôi, ta tu hồi đạo trác này, làm cho kiếp ba không đến được vậy. Mọi người nghe vậy không khỏi thở ra, cảm thấy bội phục hắn cực điểm. Mặc dù là Nguyên Mẫu cũng có chút bội phục, không lời nào để nói. Vô Cực hét lên một tiếng, toàn lực triệu hồi đạo trác lại. Lúc này đạo trác quay về, chỉ thấy kiếp ba giảm chậm tốc độ không ít, thế nhưng vẫn không lui về tiền sử mà tiếp tục lao tới trước. Trên trán Vô Cực tuôn ra mồ hôi lạnh, những người khác thấy thế hoảng sợ vô cùng. Đạo trác đã thu hồi, nhưng kiếp ba vẫn phá hủy tiên đạo thời đại, bọn hắn không ngờ tình huống này. Vô Cực thở dài, thần sắc tiêu điều nói: Là Tịch Diệt, ta đem kiếp ba kéo gần như vậy, hắn đã đủ sức cựa lên kiếp ba rồi. Nhưng trong lòng hắn đồng thời thở ra, âm thầm mừng rỡ: Tiên đạo thời đại nhất định sẽ bị hủy diệt, đại đạo của ta có thể thành công rồi. Trong đạo quân điện, Vô Cực Thiên Tôn, Nguyên Mẫu Điện Chủ, Đạo Không, ba điện chủ họp. Các đạo quân, đạo tôn, thiên quân cũng tụ tập lại. Trận đại tịch diệt này là một sai lầm của ta. Mặt mày Vô Cực Thiên Tôn buồn bã, tự trách mình nói: Ta làm chuyện sai lầm phải tự mình gánh vác, vượt lửa qua sông không tiếc gì. Nếu có cần ta cống hiến mạng sống cứu lại đại kiếp nán thì ta tuyệt đối không nhíu mày chút nào. Thế nhưng bây giờ liên lụy đến các vị đạo hữu đây, làm cho mọi người rơi vào kiếp nán, ta phải giữ lại thân này, tranh thủ một đường sống cho các đạo hữu đấy. Đám đạo tôn đạo quân điện cảm thán than dài. Trọng Hòa đạo tôn nói: Thiên tôn, ngài đừng tự trách mình, có ai ngờ sự việc lại phát triển đến mức này đây. Dù thiên tôn tự vấn để tạ lỗi với thiên hạ cũng là vô ích mà thôi. Giờ chỉ còn cách tìm một con đường sống để cho đạo quân điện tiếp tục truyền thừa, không đến mức đạo thống bị diệt tuyệt. Ai có kế gì tìm một cơ hội sống cho đạo quân điện ta hay không? Các thiên quân, đạo tôn cùng im lặng. Nguyên Mẫu Điện Chủ lòng mới động, nàng cười khẩy. Còn Đạo Không Thiên Tôn nghĩ đến một điều, thế nhưng không nói. Vô Cực Thiên Tôn im lặng dây nát nói: Bây giờ đạo quân điện ta phải nhập thế thôi, chỉ có nhập thế mới giành được cơ hội sống. Các đạo quân, đạo tôn trong đạo quân điện đã hiểu, chỉ có thiên quân là chưa hay biết gì. Tuy các đạo quân đạo tôn hiểu, thế nhưng cũng không nói rõ. Chờ tồn tại cường đại nhất như Vô Cực Thiên Tôn nói thẳng ra: Kiếp số này quá mãnh liệt, có thể nói liên lụy thời đại nguyên đạo tiền sử. Tịch diệt kiếp cuối cùng là muốn hủy diệt mọi dấu vết từ thời đại nguyên đạo đến thời đại tiên đạo, xóa bỏ tất cả. Thời đại càng mãnh thì kiếp uy càng lớn. Vô Cực Thiên Tôn khẽ thở dài: Hiện giờ thời đại tiên đạo quá mạnh, có hơn 200 đạo quân, đạo tôn, thiên quân, cộng thêm đạo quân điện ta có 7 thiên tôn, nên uy lực kiếp số này lớn chính là tuyệt vọng. Thời đại quá mạnh, nhiều cường giả thì kiếp số rất hung dữ, không chừa chút sự sống nào. Muốn giảm thấp uy lực kiếp số thì còn cần phải... Vô Cực Thiên Tôn thở dài thầm thượt nói: Hey,
thì còn cần phải tổn thương thiên hòa. Ta không nhẫn tâm. Cửu Tư Đạo Tôn mở miệng nói. Đại Thiên Tôn không muốn nói nhiều, người quá nhân từ, nhưng vị đạo quân điện ta truyền thừa bất diệt, để ta nói thay Đại Thiên Tôn. Cửu Tư Đạo Tôn ngừng một lúc, tiếp tục nói. Bây giờ chỉ còn cách đạo quân điện nhập thế, tiêu diệt sạch cường giả của thời đại tiên đạo. Chỉ có các tiên chết đi, diệt tuyệt tiên quân, thiên quân, đạo tôn mất, thiên tôn hủy diệt, thì mới giảm kiếp uy của tịch diệt kiếp cuối cùng đến thấp nhất được. Lúc đó mới có hy vọng độ qua kiếp số được. Mọi người có mặt đã mơ hồ đoán được, thế nhưng nghe chính miệng Cửu Tư Đạo Tôn nói, vẫn không kiềm chế được mà dùng mình, sắc mặt liên tục thay đổi. Có người lộ ra vẻ bất nhẫn, có người đằng đằng sát khí. Cửu Tư Đạo Tôn lạnh lùng nói. Các vị đạo huynh, đây chính là cách độ kiếp duy nhất. Đại Thiên Tôn có lòng hảo sinh, nhưng đây là pháp môn độ kiếp duy nhất rồi. Xin Đại Thiên Tôn hãy quyết định đi, ra lệnh cho đạo quân điện nhập thế ứng kiếp này. Nguyên Mẫu Thiên Tôn cười phá lên nói. Tính hay, tính rất hay, Vô Cực. Rõ ràng là ngươi gây chuyện, lại bắt mọi người trong thiên hạ hốt vỏ dùng ngươi. Đạo quân điện ta trợ giúp ngươi diệt tiên đạo, ngươi chứng tận cùng đại đạo, sau đó một mình độ kiếp hay sao? Nữ nhân này trên danh nghĩa là điện chủ đệ nhất đạo quân điện, bình thường bộ dáng thế ngoại cao nhân, giữ nét bí ẩn mà cao quý. Thế nhưng lúc này nàng lộ ra bộ mặt thật vốn có ở thời đại nguyên đạo. Nguyên Mẫu Thiên Tôn phải dùng từ đánh đá, cay nghiệt để mà hình dung. Vô Cực Thiên Tôn thở dài nói. Nếu ta chết có thể khiến thiên hạ vô kiếp thì ta cam nguyện chịu chết đi. Thế nhưng ta chết mà kiếp vẫn còn thì khả năng đạo quân điện độ qua kiếp nạn ít đi một phần. Nguyên Mẫu Thiên Tôn cười nhạt. Luân Hồi Đạo Tôn lên tiếng. Nguyên Mẫu Điện Chủ, tuy Vô Cực Điện Chủ đã làm sai, thế nhưng người trách Vô Cực Điện Chủ cũng chỉ là vô ích thôi. Bây giờ chỉ còn làm theo cách của Cửu Tư Đạo Hữu đã nói thôi. Một nữ đạo tôn cổ xưa khác mở miệng nói. Đúng là chỉ còn con đường này, càng nhiều cường giả chết đi thì kiếp uy càng nhỏ. Dù đạo quân điện ta không nhập thế thì tiên quân, đạo tôn, thiên tôn tiên giới cũng sẽ không buông tha cho chúng ta. Bọn họ sẽ thừa dịp cùng tấn công đạo quân điện, giết hết chúng ta để hạ thấp kiếp uy. Hai người này là một trong các tồn tại cổ xưa nhất đạo quân điện, thực lực tu vi gần thiên tôn, phe trung lập trong đạo quân điện. Hai người không nghiêng hướng Vô Cực Thiên Tôn, cũng không đứng về phía tương lai. Bây giờ hai người cũng lên tiếng, các đạo quân đạo tôn khác gật gù đồng ý. Vẻ mặt của Đạo Không Đạo Tôn trầm trọng. Người thiện bị ăn hiếp, ngựa hiền bị người cưỡi. Ta kết giao với đế và tôn, kết cuộc của ta là bằng chứng. Nếu các đạo hữu có lòng nhân từ thì tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Nguyên Mẫu à, hôm nay người giữ lòng lương thiện, sau này sẽ vì thế mà chết trong tay bọn họ. Nguyên Mẫu Điện Chủ lắc đầu, khẽ thở dài. Nếu các người đã quyết định thì hỏi ta làm cái gì nữa đây? Các người muốn nhập thế ta không ngăn cản được, nhưng đạo quân điện này là hai vị điện chủ sơ đại để lại, các người không thể mang nó đi thời đại tiên đạo được. Vô Cực Thiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn liếc nhau ngầm hiểu. Đạo Không Thiên Tôn hắng giọng nói. Nguyên Mẫu, bây giờ ngươi lẻ loi một mình, chúng ta muốn mang đạo quân điện đi thì ngươi sẽ không ngăn cản được. Nguyên Mẫu Thiên Tôn cười khẩy nói. Đương nhiên ta không ngăn cản được các ngươi, thế nhưng muốn di chuyển đạo quân điện là không thể nào. Nguyên Mẫu Thiên Tôn thu về pháp lực của mình chứa trong đạo quân điện, khoanh tay mặc kệ. Nguyên Mẫu Thiên Tôn cười nói. Nếu các ngươi có năng lực thì cứ mang đạo quân điện đến thời đại tiên đạo đi. Vô Cực Thiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn tập trung pháp lực chiếm nguyên tòa đạo quân điện này, muốn di chuyển thần điện, thế nhưng hoảng sợ phát hiện đạo quân điện vẫn đứng im tại chỗ, không hề nhúc nhích. Nguyên Mẫu Thiên Tôn cười khẩy nói. Đạo quân điện này là do hai vị điện chủ sơ đại cùng các đạo quân thời đại nguyên đạo đưa đến đây. Pháp lực của bọn họ quán thông quá khứ, hiện tại, tương lai. Nếu các người di chuyển đạo quân điện được, nghĩa là thực lực đã vượt qua bọn họ. Vô Cực, Đạo Không, so với hai vị điện chủ sơ đại thì cảnh giới của các ngươi vẫn kém hơn một bậc. Hey, 27 ức năm, đại kiếp nạn đến, đạo quân điện sẽ xuất hiện trong thời đại tiên đạo, vẫn phải nhập thế thôi.
Vô Cực Thiên Tôn đứng dậy, phất tay nói: "Các vị, chúng ta cùng vào Vô Lượng Sát Kiếp tranh đấu vì tương lai của mình nào." Các đạo quân, đạo tôn, thiên quân cùng đứng lên, đồng thanh kêu lớn: "Ta không vào Vô Lượng Sát Kiếp thì ai vào đây? Phải tranh một phen vì bản thân, vì các đạo hữu, dành một con đường sống." Đạo Không Thiên Tôn đứng lên, trầm giọng hỏi: "Vậy có đi chung không?" "Đi." Mọi người nối đuôi nhau đi ra ngoài đại điện, các thân thể cực kỳ cường đại bay hướng thời đại tiên đạo. Chớp mắt, đạo quân điện đã trống rỗng, chỉ còn lại một mình Nguyên Mẫu Thiên Tôn. Năm xưa, hạo kiếp đến với thời đại nguyên đạo, Thiên Tôn, Đạo Tôn, Đạo Quân, Thiên Quân không phát động sát kiếp mà đồng lòng hợp sức chế tạo đạo quân điện này. Nguyên Mẫu Thiên Tôn im lặng thật lâu, sau cười khổ nói: "Cường giả bây giờ mạnh hơn thời đại nguyên đạo, Thiên Tôn nhiều hơn 8 người, thế nhưng không suy nghĩ chế tạo pháp bảo hơn hẳn đạo quân điện mà lại tự tàn sát lẫn nhau." Nguyên Mẫu Thiên Tôn lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Chẳng lẽ các ngươi đều cho rằng dù chế tạo ra pháp bảo như đạo quân điện cũng không thể độ qua kiếp số này hay sao?" Nguyên Mẫu Thiên Tôn buông tiếng thở dài, một mình sống trong đạo quân điện, nhìn thời đại tiên đạo chảy xuôi trong dòng thời gian, nhìn văn minh phồn hoa rực rỡ biết mấy, sinh linh vô cùng tận, không hay biết mình đã ở trong kiếp số. Là ai định ra hưng vọng đây? Thịnh suy đến từ đâu đây? Một đêm gió mưa, mưa tan, biến nào thời không? Vô lượng sát kiếp hiện, ai có thể sống đến cuối cùng đây? Sau khi kiếp diệt, chắc chắn sẽ sạch sẽ, không còn lại gì. Cũng trong lúc này, bên trên Đại La Thiên Tiên Giới, Giang Nam thôi diễn giây lát, thở ra, Giang Nam thầm nghĩ: Vô Cực Thiên Tôn thu hồi vô cực đạo trác, khiến đại kiếp nạn đến chậm vài năm, không đến nỗi đè người ngộp thở. Thế nhưng các đợt sóng kiếp tiền sử vẫn đổ xô đến thời đại tiên đạo, mặc dù muộn vài năm vẫn không thể tránh khỏi. May mắn cho ta chút thời gian chuẩn bị để có thể chấn áp kiếp số cường giả dưới tay mình. Giang Nam vội vàng rời khỏi đạo quân điện là vì bận chấn áp kiếp số cường giả dưới tay mình. Đa số đạo quân chuyển thế tụ tập dưới tay Giang Nam như Thánh Ma, Vạn Chú, Quỷ Nhung, Lê Hoa, 16 đạo tôn trong thiên môn. Tất cả là đạo quân chuyển thế, có tổng cộng 20 người, cộng thêm vạn vật đạo tổ là 21. Nếu sóng kiếp tiền sử tuôn đến tiên giới thì những người này bao gồm vạn vật đạo tổ không may mắn thoát khỏi chắc chắn sẽ bị tịch diệt. Thế lực của Giang Nam sẽ bị cắt giảm gần một nửa. Vô lượng sát kiếp nổ lên, e rằng thế lực của Giang Nam sẽ bị cắt nát. Ta bỏ cảnh giới nguyên thủy trở về hiện tại thì nhưng vẫn không thể thay đổi lịch sử. Nhưng ta tuyệt đối không cho phép chuyện xảy ra. Thần thức của Giang Nam khuếch tán, triệu hoán tất cả cường giả dưới tay mình. Trong vũ trụ ma giới, đám người Càn Khôn Lão Tổ, Quỷ Bà Thiên đang dẫn dắt đại quân đánh nhau cùng đạo tạng đạo quân. Đột nhiên trong đầu mọi người vang lên thanh âm: "Càn Khôn Lão Tổ rút binh ngay, đại quân nghỉ ngơi hồi phục, chuẩn bị khải hoàn về triều." Đình Linh Đạo Mẫu giáo chủ, Phục Xá giáo chủ sợ hết hồn, vội vàng chạy đến hỏi: "Bây giờ hai vị quản lý đại quân tam giáo ta mắt thấy sắp đắc thắng, tiêu diệt dư nghiệt đạo táng, tịch diệt, tại sao vào phút mấu chốt này lại trở về Đại La Thiên vậy?" Càn Khôn Lão Tổ không trả lời. Lê Hoa Thánh Mẫu tiến lên nói: "Hai vị giáo chủ, Thiên Tôn Đại Lão gia nhà ta truyền lệnh kêu chúng ta khải hoàn đi Đại La Thiên yết kiến, buộc phải nghe lời." Phục Sát giáo chủ dậm chân nói: "Sắp thắng rồi mà các người lại đi, chẳng khác nào thả hổ về rừng." Thiên Tôn có lệnh, không dám cãi lời. Đám người Càn Khôn Lão Tổ quay về ngay, dẫn đại quân chạy đi Đại La Thiên. Không lâu sau, đám người Kế Đô Ma Đế, Vạn Chú, Thánh Ma vừa đánh vừa vận chuyển Hỗn Nguyên Tam Thiên Sát đạo đồ, chấn áp chú đạo tịch diệt kiếp vừa chạy về. Mọi người gặp nhau đi vào tiên giới. Vân Liên Nữ Đế dẫn Văn Võ Bá Quan tiên triều đi Đại La Thiên. Bỉ Ngạn Nương Nương, Hồng Đạo Nhân, Quân Đạo Nhân cũng dẫn cường giả dưới tay đến nơi. Khi đến Nguyên Dục, Thái Cực Thiên bỗng thấy vạn vật đạo tổ, Khổ Hạnh giáo chủ đi Đại La Thiên. Giang Tuyết Tình dẫn nhiều lão quái vật thiên môn đi Đại La Thiên. Mọi người phân vân phỏng đoán: huy động nhân lực như vậy, rút cục xảy ra việc lớn như thế nào đây? Mặt của Khổ Hạnh giáo chủ nhăn nhó khẽ thở dài: là ai định hưng vong đây?
thịnh suy đến từ đâu đây? Bây giờ tiên đạo rời biến thành khổ hải, khổ thuyền khổ hành, vạn người tranh nhau quá, không biết ai có thể lao đến bờ bên kia thấy được hoa nở đây. Trong chiến trường ma giới, đám người Càn Khôn lão tổ vừa đi không lâu sau, các đạo quân, thiên quân như Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ, Phục Xá giáo chủ nhận được thần thức của Thanh Liên tiên tôn, Đế Lân truyền âm buộc bọn họ rút binh quay về Thanh Liên cung. Không chỉ Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ, Phục Xá giáo chủ, Ngọc Kinh, Huyền Đô, Cản Nguyên, Thái Nhất, Thiên Hoàng, Vô Tà, Mông Tốn, Tử Hạm đều nhận được truyền âm chạy đến Thanh Liên cung nghe lệnh. Lần này không như lúc đối phó với đạo tạng đạo quân, khi chống lại đạo tạng đạo quân, cường giả môn hạ của Thanh Liên tiên tôn Đế Lân chưa hành động. Lần này mấy ngàn thiên quân, 143 đạo quân tụ tập lại. Đế và tôn dù gì cũng là chính thống tiên giới, người đông thế mạnh, binh nhiều tướng mạnh, có được vốn liếng mạnh mẽ hơn xa các thế lực khác, trong đó không thiếu các đạo tôn. Chỉ tính thế lực dưới tay Đế và tôn đều là thế lực đủ để đối kháng với đạo quân điện. Mấy năm sau, mọi người đã đi tới Thanh Liên cung, tự ngồi xuống, không dám ồn ào. Đế và tôn, người thì ngồi trên hồng mông Thanh Liên, người thì ngồi dưới thế giới thụ. Mây mù lượn lờ, tiên khí bốc hơi, có dị tượng vô vàn. Trong mắt các đạo quân, đạo tôn, thiên quân thì Đế và tôn vô cùng vĩ đại, cho họ cảm giác sâu không lường được. Thanh Liên tiên tôn, Đế Lân liếc nhau, hai người tâm lý tương thông. Thanh Liên tiên tôn đảo mắt qua hàng ngàn thiên quân, đạo tôn, sắc mặt khó xem nói: tiên đạo sắp khốn đốn, rơi vào tịch diệt kiếp cuối cùng. Nếu tịch diệt kiếp cuối cùng đến thì thời đại tiên đạo sẽ bị hủy diệt, tất cả sẽ không còn sót lại chút gì. Cho dù là đạo quân điển cũng không may mắn thoát khỏi, tất cả sẽ thành tro bụi. Các đạo quân, thiên quân, đạo tôn trong Thanh Liên cung không dám ồn ào. Tiếng xì sầm vang lên, tiếng kinh kêu, mọi người đều khó hiểu, châu đầu ghé tay, suy đoán lung tung. Càn Nguyên đạo tôn đứng lên nói: sư tôn, hai giới tiên ma bổ sung cho nhau, tiên đạo không ngừng phát triển, tại sao lại khốn đốn như vậy? Càn Nguyên đạo tôn khom người hành lễ nói: cho đến hôm nay ta chưa từng cảm ứng bất cứ hơi thở tịch diệt kiếp nào, xin hỏi sư tôn phải chăng người đã cảm ứng sai rồi? Thanh Liên tiên tôn thở dài thườn thượt, giải thích ngọn nguồn. Người trong Thanh Liên cung lại xôn xao, có người tức điên lên, có người căm hận, lại có người hết hồn, có người kinh hoàng. Thanh Liên tiên tôn thở dài nói: tịch diệt kiếp cuối cùng rốt cuộc vẫn đến. Tuy kiếp nạn này do Vô Cực tiên tôn mà ra, thì nhưng có tịch diệt đạo nhân trợ giúp. Nguyên Thủy tiên tôn thì thả tịch diệt đạo nhân chạy đi, ta cũng có lỗi. Ta không nên đánh nát cái chuông bên trên tịch diệt thiên luân. Nếu chuông không vỡ thì tịch diệt đạo nhân sẽ không phát hiện ra mà hủy tịch diệt thiên luân đi, để tăng tốc tịch diệt kiếp cuối cùng đến. Thái Nhất đạo tôn lạnh lùng cười: sư tôn đừng tự trách mình, chuyện này không phải lỗi của sư tôn. Làm sao mà sư tôn biết được phá vỡ cái chuông sẽ thả cho sóng kiếp tịch diệt kiếp đến đây? Muốn trách thì phải trách Vô Cực thiên tôn, tịch diệt đạo nhân, Nguyên Thủy thiên tôn kìa. Ba cái tên này chuyên môn làm hỏng chuyện, hủy thời đại của ta thì thôi, bây giờ cũng phá hoại thời đại tiên đạo, tội không thể tha, chết chưa hết tội. Đế Lân nhíu mày, nhẹ giọng nói: Nguyên Thủy thiên tôn, thả tịch diệt đạo nhân đi, vì khiến Thanh Liên sư huynh không đến mức đánh nát hết mấy cái chuông kia. Không, Đế Lân sư tôn tấm lòng nhân hậu, lại còn bênh vực Giang lão thất phu, không biết lòng hắn hiểm ác hay sao? Thái Nhất đạo tôn lạnh lùng nói: người này là thần mà lại chiếm thiên tối cao của tiên đạo ta, không để hai vị sư tôn vào mắt. Cường giả dưới tay có nhiều người xưng tiên đế, bây giờ hai sư tôn tái hiện, ai dám xưng đế đây? Chỉ có cường giả dưới tay hắn là dám. Nhìn từ điểm này là biết hắn lòng buông dạ thú rồi. Thanh Liên tiên tôn nói chêm vào: Đế Lân, người ít có kinh nghiệm quyền lực đấu đá, không biết lòng người hiểm ác ra sao. Cho dù Nguyên Thủy tiên tôn ngăn ta thì nhưng cũng thả tịch diệt đạo nhân chạy đi. Bây giờ kiếp số chưa tan, tịch diệt đạo nhân trốn mất rồi lại càng tai hại hơn. Có thể thấy bụng dạ người này không tốt lành gì, có ý đồ riêng. Hắn thả tịch diệt đạo nhân đi hơn phân nữa là vì mượn tay tịch diệt đạo nhân làm suy yếu thế lực môn hạ của hai ta. Đế Lân im lặng. Thanh Liên tiên tôn trầm giọng nói:
Các vị, tịch diệt kiếp cuối cùng mà đến thì khó có cơ hội sống được. Nhưng dù có cơ hội hay không, chúng ta cũng phải tranh thủ một phen. Ta và Đế Lân đã bàn bạc, muốn cầu sinh trong tuyệt cảnh, cần dấy lên vô lượng sát kiếp. Sao? Vô lượng sát kiếp sao? Nghe xong tim mọi người rất kế bịch. Trong Thanh Liên Cung tràn ngập khí túc sát cực kỳ sắc bén. Đế Lân khẽ thở dài. Bây giờ có quá nhiều đạo quân, thiên quân và tiên quân trong tiên giới. Các lão quái vật đạo quân điện cũng sẽ nhập thế giành một cơ hội sống. Hơn 40 đạo quân đạo tôn dưới tay đạo không. Tịch diệt đạo nhân chỉ sợ thiên hạ không loạn, liên tục chế tạo thiên quân, đạo quân tịch diệt. Thời đại tiên đạo hiện nay số lượng cường giả hơn xa bất cứ thời đại nào. Dù là ở thời đại nguyên đạo cũng kém thời đại tiên đạo rất nhiều. Có nhiều cường giả thì đương nhiên tịch diệt kiếp lớn đến đáng sợ. Huống chi còn 22 sóng kiếp tiền sử ập đến cắt đứt mọi cơ hội sống còn. Cho nên ta và tiên tôn đã bàn bạc, nếu muốn nắm bắt một đường sinh cơ, một đường sống, thì phải có một trận vô lượng sát kiếp kìa. Thanh Liên tiên tôn nói. Đúng vậy, chỉ có giết hết cường giả của phe phái khác, giết luôn mấy tiên tôn, mới thu nhỏ kiếp uy tịch diệt kiếp cuối cùng đến mức có thể, mới có cơ hội độ qua kiếp số này được. Nếu đạo quân thiên quân trên đời mà chỉ còn lại các ngươi, ta cùng Đế Lân sẽ có vài phần nắm chắc mang các ngươi độ qua tịch diệt kiếp được. Đám người Càn Nguyên, Mông Tốn, Tử Hạm vô cùng ngạc nhiên bị tin tức kích thích, không biết làm sao cả. Bọn họ quen thân với Giang Nam, tình cảm rất tốt. Bây giờ nghe ý của Đế Lân và Thanh Liên Tiên Tôn là không chỉ cắn chặt tịch diệt đạo nhân, dư nghiệt tịch diệt mà còn phải xóa sổ đạo quân điện. Quan trọng nhất là tiêu diệt Giang Nam. Đám người Càn Nguyên đạo tôn có tình cảm ra sống vào chết với Giang Nam. Đế và Tôn tỏ rõ muốn xuống tay với Giang Nam, làm cho cả đám hoang mang lo sợ. Thái Nhất đạo tôn lên tiếng. Huyền Đô sư đệ, Càn Nguyên sư đệ, các người có chút tình cảm với Giang lão thất phu. Trong vô lượng sát kiếp này, nếu các người gặp Giang lão thất phu thì sẽ giải quyết thế nào đây? Mọi người nhìn Huyền Đô, Càn Nguyên, hai người đã chứng đạo tôn, trở thành số ít cường giả, thế nhưng không kiềm được rối loạn tinh thần, trầm ngâm. Thanh Liên Tiên Tôn và Đế Lân nhìn hai người. Thật lâu sau, Càn Nguyên đạo tôn ấp úng nói. Năm xưa khi đệ tử làm tiên đế đã thiếu nợ Nguyên Thủy Tiên Tôn quá nhiều, cùng lắm trả một mạng lại cho hắn ta. Càn Nguyên, ngươi sai rồi. Thanh Liên Tiên Tôn quát lớn. Nếu ngươi ra mạng cho hắn mới là không biết trái phải, mới là hồ đồ, không xứng làm đệ tử của ta. Hiện giờ là thế đại tranh, dành một đường sống cho tất cả mọi người bên trong môn hạ của ta. Tự mình đi chịu chết, há có phải là đại trượng phu hay sao? Ngươi có biết ngươi chết đi là làm yếu thế lực bên ta, bao nhiêu sư đệ, sư muội của ngươi sẽ chết vì ngươi không? Càn Nguyên đạo tôn sợ hãi, sắc mặt Thanh Liên Tiên Tôn dịu lại. Người lưu tình, thế nhưng người ta thì không. Đây chính là hiện thực. Người không nghĩ cho mình cũng nên nghĩ cho sư huynh đệ của ngươi ở đây. Càn Nguyên đạo tôn cúi đầu vâng dạ. Thanh Liên Tiên Tôn nhìn Huyền Đô tạo hóa đạo quân. Lời ta nói với Càn Nguyên cũng là với ngươi. Ta biết trong đệ tử của ngươi có người tên là Tịch Cứng Tình, là đạo quân dưới tay Nguyên Thủy Thiên Tôn. Còn nhóm Bình Thiên, Huyền Hoàng cũng có tình cảm rất tốt với ngươi. Nhưng nếu ngươi nương tình, không chỉ hại mạng mình mà cũng hại mạng sống của các sư đệ, sư muội ngươi. Huyền Đô tạo hóa đạo quân không người vâng dạ. Đệ tử nhớ rồi, xin Tiên Tôn yên tâm. Thanh Liên Tiên Tôn gật đầu nhìn hướng Đế Lân. Đế Lân đạo hữu, ngươi còn gì cần bổ sung không? Đế Lân lắc đầu nói. Không có. Khuôn mặt Thanh Liên Tiên Tôn hở hứng nói. Tốt, các ngươi đi xuống chuẩn bị sẵn sàng. Đừng lo cho ta và Đế Lân, giữ mạng mình là được. Mọi người cùng lui xuống. Lúc này trên Đại La Thiên cũng tụ tập nhân tài, các đạo quân đến đông đảo. Mấy thiên quân cổ xưa như Đạo Vương, Huyền Hoàng, Thiên Ý, Đông Cực, Tinh Quang, Minh Thổ, Hạo Thiếu Quân, Thiếu Hư, Lạc Hoa Âm cũng đều có mặt. Tình huống ở Đại La Thiên giống như ở Thanh Liên Cung. Giang Nam giải thích nguyên nhân cho mọi người hiểu. Giang Nam nói đến vô lượng sát kiếp. Sát kiếp hiện, ai nấy đều là chúng sinh, không thể nương tay được. Dù là sư đồ gặp nhau, bạn cũ gặp mặt,
cũng chỉ có thể dốc sức chiến đấu thôi. Nếu nương tình thì sẽ vĩnh viễn nằm xuống. Mọi người im lặng, ngực băng lên thanh mẫu phập phồng, khẽ thở dài. Ta cứ nghĩ thời đại tiên đạo sẽ không có kiếp, không có nán. Ai ngờ vẫn còn sát kiếp này. Vạn vật đạo tổ không người nhỏ giọng nói. Tại sao thiên tôn lại thả tịch diệt đạo nhân đi vậy? Nếu tịch diệt đạo nhân còn sống sẽ là tai họa cho chúng ta. Bây giờ thế lực các phương, đạo không và vô cực hợp sức lại. Có hai thiên tôn này, tịch diệt đạo nhân dựa vào thân thể thần mẫu, thần khí, tạo hóa có thể không ngừng làm sống lại đạo quân tiền sử. Dưới tay đế và tôn có hơn 140 đạo quân, đạo tôn. Mỗi mình thế lực của chúng ta là yếu kém nhất rồi. Giang Nam im lặng giây lát sau truyền âm nói. Tịch diệt đạo nhân luyện thành hình thức ban đầu của tịch diệt kiếp cuối cùng. Nếu tịch diệt đạo nhân chết đi thì hình thức ban đầu tịch diệt kiếp cuối cùng sẽ mất đi khống chế, sẽ diễn biến ra thành tịch diệt kiếp cuối cùng. Trước mắt mọi người còn chưa chuẩn bị. Nếu tịch diệt kiếp cuối cùng bùng nổ sẽ không ai sống sót được. Vạn vật đạo tổ nghe vậy liền lạnh gáy. Tịch diệt đạo nhân không khống chế được tịch diệt kiếp cuối cùng, sớm muộn gì bản thân cũng sẽ biến thành tịch diệt kiếp, không còn tồn tại. Thế nhưng ta chưa chuẩn bị tốt, bây giờ tịch diệt đạo nhân chưa thể chết được. Nguyên thủy chi khí mờ mịt biến đổi trong mắt Giang Nam như chứa trí tuệ vô tận. Tuy thế lực chúng ta là yếu nhất, thế nhưng ta không thua bất cứ thiên tôn nào. Nếu ta xuống tay ác thì thế lực nào cũng sẽ bị ta đổ sát sạch sẽ thôi. Thiên tôn khác cũng vậy. Trận chiến này thiên tôn không dám hành động nông nổi, cho nên thiên tôn sẽ không nhúng tay vào vô lượng sát kiếp mà kiềm chế lẫn nhau. Chỉ có các người là nguy hiểm nhất. Quân Nhi, Quỷ Bà Bà, các người buộc phải động sát niệm. Quân đạo nhân do dự một lát thở dài. Quỷ Bà Thiên cũng than thở. Chia rẽ thì yếu, hợp sức thì mạnh. Các người xuống đi. Mỗi người tự đưa thế lực của mình đến tiên giới, đi tiên đình của Vân Liên bảo vệ tiên đình. Giang Nam bình tĩnh nói. Ta đã chuyển âm thần thức cho đám người tịch diệt, đạo không, vô cực, thanh liên, đế lân. Không lâu sau, các vị thiên tôn sẽ đến Đại La Thiên. Ta và bọn họ ước hẹn với nhau. Thiên tôn không được tham gia vào vô lượng sát kiếp này. Mọi người lĩnh mệnh hạ giới. Lúc này trước đạo quân điện, một lũ linh quang bay đến, đáp xuống đất hóa thành đạo thân của Giang Nam, đi vào trong đại điện. Giang Nam gặp Nguyên Mẫu Thiên Tôn, hắn cười nói. Nguyên Mẫu đạo hữu, sáu thiên tôn sẽ đến Đại La Thiên cùng nhau bàn bạc vô lượng sát kiếp. Đạo hữu cũng ở trong tay kiếp này, hãy đi thử xem. Nguyên Mẫu Thiên Tôn thấy Giang Nam là tức xì khói, cười khẩy nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn, khoan, ngươi dụ thiên phi nhà ta đi đâu rồi? Ánh mắt Giang Nam dịu dàng nói. Bây giờ thiên phi đang ở trong Đại La Thiên, có phu nhân của ta làm bạn. Giang Nam cười nói. Sao Nguyên Mẫu không ghé chơi đi? Nguyên Mẫu Thiên Tôn tức điên vỗ trưởng vào Giang Nam mắng chửi. Thiên Tôn lưu manh, giả dạng đế sang lừa gạt thiên phi nhà ta. Giang Nam né tránh một kích cười hỏi. Tẩu tẩu làm sao vậy? Nguyên Mẫu Thiên Tôn kinh ngạc nói. Tẩu tẩu sao? Nguyên Mẫu Thiên Tôn tức giận. Ai là tẩu tẩu của ngươi? Giang Nam cười nói. Nguyên Mẫu và lão thỏ kia có dính líu với nhau, vậy chẳng phải là tẩu tẩu của ta còn sao? Mặt Nguyên Mẫu Thiên Tôn đỏ hồng, sau đó sa sầm xuống, cười khẩy nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi lừa gạt tiên phi thì thôi, bây giờ còn muốn lừa cả ta sao? Năm xưa ta từng lầm ngươi là đế giang, thế nhưng trong thông thiên các, lão thỏ công giác càn đã thử thách ngươi, sau đó liền buồn bã, hiển nhiên ngươi không phải đế giang. Bây giờ ngươi gặp khó khăn, muốn đến nhờ ta lại giả mạo đế giang, muốn ta chống lưng cho ngươi hay sao? Giang Nam mỉm cười nói. Ta không nói mình là Giang Thái Khư, chỉ là các ngươi nghĩ ta là hắn thôi. Tẩu tẩu, ta đến không phải là vì giả làm đế giang lừa tẩu tẩu nhập bọn giúp ta qua kiếp này. Tẩu tẩu đã ở trong tay kiếp rồi, nếu hai ta hợp sức lại thì còn hy vọng sống sót được, còn không thì tẩu tẩu sẽ gặp nạn. Huống chi ta và tẩu tẩu lại có chút tình cảm. Đừng lôi kéo làm quen, ngươi và ta có tình cảm gì? Nguyên Mẫu Thiên Tôn lạnh lùng cười.
lưu manh ngươi, lừa nha đầu ngốc Thiên Phi đi, muốn qua đó lôi kéo tình cảm để ta giúp ngươi hay sao? Ngươi dẹp đi, tại sao ta phải hợp tác với ngươi đây? Các thế lực khác có ai không hơn ngươi đây? Liên minh với người khác chẳng phải lại càng tốt hơn sao? Giang Nam cười nói, Tẩu tẩu định liên minh với đế và tôn hay sao? Hay với vô cực đạo không đây? Hoặc cùng tịch diệt đạo nhân ư? Nếu tẩu tẩu không hợp tác với ta sẽ bị thiên tôn khác tiêu diệt trước, nhổ cánh chim của chúng ta, giết hết chúng ta, giảm thấp kiếp uy. Vì vậy tẩu tẩu phải lựa chọn thôi. Nguyên mẫu thiên tôn ngây người. Trong đế và tôn thì thêm lên thiên tôn bảo thủ, Nguyên mẫu thiên tôn gai mắt người này cũng không thích hai người xứ lạ khống chế vũ trụ. Vì vậy Nguyên mẫu thiên tôn sẽ không hợp tác với đế và tôn, là tồn tại nổi bật nhất dân bản xứ. Nàng có niềm kiêu hãnh của mình. Liên minh với vô cực thiên tôn, đạo không thiên tôn thì càng không thể nào. Trước không nói vô cực thiên tôn, đạo không thiên tôn kéo hết người đạo quân điện đi, lôi đạo quân điện đang yên lành vào kiếp, làm trái tôn chỉ của đạo quân điện. Chỉ nói vô cực thiên tôn, đạo không thiên tôn là nguồn gốc của tịch diệt kiếp cuối cùng. Nguyên mẫu thiên tôn tuyệt đối không tha thứ cho bọn họ, càng đừng nói là hợp tác. Tịch diệt đạo nhân càng không nằm trong phạm vi của Nguyên mẫu thiên tôn suy tính. Tính tới tính lui, Nguyên mẫu thiên tôn chỉ có một lựa chọn là Giang Nam. Trong lòng Nguyên mẫu thiên tôn không tin nhân phẩm của Giang Nam đổ đốn, thế nhưng so với thiên tôn thì hắn là tốt nhất. Nguyên mẫu thiên tôn trầm ngâm nói, Ta hợp tác với lão thọ công giã càn. Giang Nam hỏi ngược lại, vậy bây giờ công giã đang ở đâu? Nguyên mẫu thiên tôn sửng sốt, chục ức năm nay công giã càn mất tích, nàng cũng không tìm được tung tích của lão thỏ này. Hắn đang bế quan, sẽ không tham gia vào đại kiếp nạn này. Chờ tịch diệt kiếp cuối cùng đến thì công giã càn sẽ xuất hiện cùng chúng ta đối kháng. Giang Nam mỉm cười nói, tẩu tẩu hợp tác với ta là có thể sống đến giây phút đó được. Đế và tôn, vô cực và đạo không mạnh hơn ta một bậc. Theo thời gian trôi qua, thực lực của tịch diệt sẽ không ngừng tăng vọt, rất nhanh sẽ trở thành thiên tôn số một thôi. Nguyên mẫu thiên tôn lắc đầu nói, ngươi và ta hợp tác vẫn yếu hơn bọn họ một chút kìa. Giang Nam cười nói, tẩu tẩu yếu hơn bọn họ một chút, còn ta mạnh hơn bọn họ một chút, vậy là ngang nhau rồi. Nguyên mẫu thiên tôn nhìn Giang Nam chằm chằm, hắn mỉm cười đối diện với nàng. Giây lát sau, Nguyên mẫu thiên tôn cười nhạt, ta không tin ngươi mạnh hơn ta một chút đâu. Nghe đến đây, đạo thân của Giang Nam đột nhiên hóa thành linh quang đi xa. Hắn quay lại nói, ta chở tàu tàu trên Đại La Thiên, tàu tàu có thể đến thử xem ta có mạnh hơn tàu tàu một chút hay không. Bên trên Đại La Thiên, Giang Nam yên lặng chờ. Không lâu sau, hỗn độn hồng mông dâng lên, tử khí đông lại. Thanh Liên hiển hiện bay vào Đại La Thiên, có bóng cây lắc lư, trời trăng treo trên cây, thế giới thụ trổ lên bay vào Đại La Thiên. Đế Lân, Thanh Liên tiên tôn một trước một sau đến theo thời hạn. Giang Nam chào, đế và tôn đáp lễ, hai vị thiên tôn cùng ngồi xuống. Giờ lát sau, vô cực thiên tôn, đạo không thiên tôn cùng nhau cũng đến. Vô cực đạo trác treo cao sau gáy vô cực thiên tôn, phản chiếu 22 thời đại thiền sử, luyện nhân quả các thời đại thành dị bảo vô cực đạo trác này. Đạo không thiên tôn thì hai đầu, bốn tay, bốn chân, thân thể to lớn vô song, hoàn mỹ vô khuyết điểm. Giang Nam, đế tôn chào, vô cực thiên tôn và đạo không thiên tôn cũng đáp lễ, tất cả cùng ngồi xuống. Năm thiên tôn trở trong giây lát, bên ngoài Đại La Thiên, tịch diệt kiếp cuồn cuộn dâng lên, xé rách thời không, sắp xâm nhập vào trong Đại La Thiên. Trong Đại La Thiên gió mưa vần vũ, dãy sao lung lay sắp đổ, lúc sáng lúc tối, thậm chí trời trăng trên cao như phủ sương mù lu mờ. Nguyên thủy Đại La Thiên vô cùng thần thánh, bị khói xám bao phủ. Cảnh tượng này làm cho năm thiên tôn tim rất kinh bịch. Sóng kiếp tiền sử dâng lên, tịch diệt đạo nhân mượn uy lực sóng kiếp, thực lực biến vô cùng khủng bố à. Bọn họ từng thấy Đại La Thiên, biết Đại La Thiên biến thành nguyên thủy Đại La bảo kiếm trong tay của hắn. Thanh Liên tiên tôn, đạo không thiên tôn, vô cực thiên tôn từng chiến đấu, sâu sắc hiểu rõ nguyên thủy Đại La Thiên cường đại. Hồng mông thanh liên của Thanh Liên tiên tôn cũng không làm gì Đại La Thiên được. Hiện nay thiên ngoại tịch diệt kiếp xâm nhập, làm cho Đại La Thiên lu mờ. Có thể thấy thực lực của tịch diệt đạo nhân đã vượt trên tất cả thiên tôn có mặt tại đây. Tịch diệt kiếp càng mạnh thì tịch diệt đạo nhân sẽ mạnh mẽ hơn. 22 sóng kiếp tiền sử
không ngừng đến gần, khiến cho thực lực của Tịch Diệt đạo nhân trở nên khó có thể tưởng tượng. Nếu là trước kia, đừng nói năm thiên tôn có mặt, chỉ hai thiên tôn là Tịch Diệt đạo nhân cũng không dám đến. Hôm nay năm thiên tôn tụ tập lại, Tịch Diệt đạo nhân dám đến theo ước hẹn, có thể thấy gã tự tin tuyệt đối vào thực lực của mình. Tịch Diệt đạo nhân tự tin năm thiên tôn hợp sức lại cũng không lấy mạng gã được. Giang Nam mở miệng nói: Tịch Diệt đạo hữu, mời ngồi. Ở bên ngoài Đại La Thiên, Tịch Diệt kiếp bỗng rụt lại, biến thành một đạo nhân trung liên, trang phục cổ xưa, tuấn tú tiêu sái, tinh thần phơi phới, cất bước đi vào Đại La Thiên. Thanh Liên Thiên Tôn cười khẩy nói: Nếu không có nhát kiếm của Nguyên Thủy Thiên Tôn trợ giúp thì hôm nay không có Tịch Diệt đạo nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn làm chuyện tốt thật. Tịch Diệt đạo nhân sải bước đi vào, ngồi xuống mỉm cười nói: Ồ, nếu không có nhát kiếm của Nguyên Thủy Thiên Tôn chém thế giới thú và Hồng Mông Thanh Liên thì hôm nay các vị không ngồi đây được đâu. Bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng tu hành đại đạo Tịch Diệt, biết rõ nếu ta chết đi, hình thức ban đầu của Tịch Diệt kiếp cuối cùng sẽ mất đi khống chế, cắn nuốt 22 đợt Tịch Diệt kiếp khác, diễn biến thành Tịch Diệt kiếp cuối cùng, hoàn toàn phá hủy thời đại tiên đạo. Thanh Liên Thiên Tôn, ngươi không cảm tạ Nguyên Thủy Thiên Tôn thì thôi, lại còn trách hắn ta cứu thời đại tiên đạo, làm ta thật khó hiểu. Thanh Liên Thiên Tôn hừ mạnh, lạnh nhạt nói: Ta rất tò mò, nếu đạo hữu chết đi thì hình thức ban đầu của Tịch Diệt kiếp cuối cùng có thể địch nổi ta và Đế Lân hợp sức chấn áp hay không? Có ta và Đế Lân chấn áp, hình thức ban đầu của Tịch Diệt kiếp cuối cùng bình thường dễ dàng sẽ bị chúng ta luyện thành tro bụi. Cho nên là Nguyên Thủy Thiên Tôn nhiều chuyện. Tịch Diệt đạo nhân cười to nói: Thứ tự phụ. Vô Cực Thiên Tôn cùng Đạo Không Thiên Tôn liếc nhau, thấy trong Đại La Thiên tràn ngập mùi thuốc súng. Trong mắt Đế và Tôn, mấy thiên tôn khác, bao gồm cả Giang Nam, đều không là thứ tốt lành gì. Trong mắt Đạo Không Thiên Tôn, Vô Cực Thiên Tôn thì cho rằng Giang Nam, Tịch Diệt đạo nhân, Đế và Tôn là kẻ thù không đội trời chung. Nhất là với thành tựu, Đế và Tôn là thủ phạm diệt nhà, diệt tổ. Tịch Diệt đạo nhân thì xem việc săn bằng thời đại tiên đạo, xóa sổ tất cả sinh linh còn sống là nhiệm vụ của mình. Mặt ngoài Giang Nam hiền hòa, thế nhưng tất cả phe phái xem hắn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Đạo Không Thiên Tôn hắng giọng nói: Hôm nay Nguyên Thủy Thiên Tôn mời chúng ta đến bàn bạc chỉ vì chuyện bản lĩnh thôi sao? Đạo Không Thiên Tôn trầm giọng nói: Chỉ có dấy lên vô lượng sát kiếp mới giảm nguy hại của Tịch Diệt kiếp xuống mức thấp nhất được. Vì vậy, sáu thiên tôn chúng ta cần bàn bạc là người nào nên ứng kiếp, người nào sống đến cuối cùng. Vô Cực Thiên Tôn mỉm cười nói: Chuyện này còn cần bàn bạc hay sao? Tất nhiên là cường giả sẽ sống, kẻ yếu sẽ chết trong tai kiếp rồi. Đế Lân khẽ thở dài: Các vị, trời có đức hiếu sinh, thiên tôn chúng ta là trời ngồi xem chúng sinh nhập kiếp đã là nhẫn tâm rồi, huống chi làm chúng sinh gặp nạn đấy. Theo ta thấy, bất động căn qua đi, bảo vệ được bao nhiêu người thì hay bấy nhiêu. Thanh Liên Thiên Tôn phản đối nói: Cường giả chết quá ít đi thì thiên tôn phải chết đi. Đế Lân, ngươi không thể bị người phụ được. Đế Lân gật đầu nói: Có một số thiên tôn nên chết đi để tạ tội với thiên hạ. Chết mấy thiên tôn là kiếp số đã nhỏ hơn rất nhiều rồi. Tịch Diệt đạo nhân cười to nói: Đế Lân đạo hữu đang nhằm vào ta và các thiên tôn khác hay sao? Mùi thuốc súng trên Đại La Thiên càng lúc càng nồng nặc, không khí giữa các thiên tôn nặng nề, tùy thời sẽ đánh nhau. Giang Nam mở miệng nói: Các vị, ta mời các người đến là vì bàn bạc vô lượng sát kiếp này, không phải kêu các đạo hữu đến đây để đánh nhau. Xin các vị hãy kiềm chế lại. Vô Cực Thiên Tôn cười nói: Nói đến thì Nguyên Thủy Thiên Tôn có liên quan đến sát kiếp này. Bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn thả Tịch Diệt đạo nhân ra, nên đạo quân, thiên quân, tiên quân, tiên vương dưới tay Nguyên Thủy Thiên Tôn gặp phải nạn mới công bằng. Vô Cực Thiên Tôn nhắc lại chuyện Giang Nam thả Tịch Diệt đạo nhân, Thanh Liên Thiên Tôn đồng ý ngay nói: Vô Cực nói phải, câu gì ta cũng phản đối, chứ ta đồng ý câu này của ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn thả Tịch Diệt đạo nhân ra, nên môn hạ của thiên tôn nên gặp nạn.
Đạo Không Thiên Tôn im lặng giây lát sau gật đầu nói: "Mặc dù bất nhẫn, nhưng đây xem như cách hay rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn, hãy suy nghĩ kỹ đi." Giang Nam thầm cười lạnh: "Các vị thấy thế lực của ta yếu nhất, chỉ một mình ta là Thiên Tôn, dễ ăn hiếp, nên định lấy ta ra khai đao đúng không?" Vô Cực Thiên Tôn cười to nói: "Không chừng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng sẽ gặp nạn." Thanh Liên Thiên Tôn lạnh nhạt nói: "Nguyên Thủy Thiên Tôn cần phải tạ lỗi với thiên hạ, có lẽ chúng ta sẽ giúp Nguyên Thủy Thiên Tôn một tay." Giang Nam cười lớn: "Nói rất hay, may mắn ta có trợ thủ đủ sánh ngang với các người. Muốn bắt nạt kẻ yếu sao? Chọn sai người rồi. Tàu Tấu, mời ra đi." Giang Nam vừa dứt lời, Nguyên Mẫu Thiên Tôn cất bước đi ra khỏi hư không, vào Đại La Thiên chào các thiên tôn. Nguyên Mẫu Thiên Tôn ngồi xuống. Bảy thiên tôn chia bốn phe, địa vị ngang hàng. Giang Nam nhìn quanh một vòng, thản nhiên nói: "Các vị, tàu tàu của ta đã đến rồi, bây giờ chúng ta nói chuyện đàng hoàng được chưa?" "Tàu tàu sao?" Các thiên tôn tim đập nhanh, chỉ thầm vô sỉ. Nguyên Thủy Thiên Tôn da mặt dày hơn cái mò, gọi Nguyên Mẫu là tàu tàu, kéo nữ nhân này vào phe của hắn. Da mặt dày như thế đã là vô địch thiên hạ rồi. Nguyên Mẫu Thiên Tôn và Giang Nam có quan hệ lớn nhất là không liên quan gì đến nhau. Giang Nam bắt quàng làm quen được, gọi Nguyên Mẫu Thiên Tôn là tàu tàu, kéo thiên tôn thứ bảy vào trận danh của hắn. Thủ đoạn như thế khiến các thiên tôn phục sát đất. "Các vị đừng hiểu lầm, ta không phải tàu tàu của tên này." Nguyên Mẫu Thiên Tôn bình tĩnh nói: "Ta đến đây là muốn so tài với hắn, nhìn xem thủ đoạn của ai hơn một bậc." "Nguyên Thủy Thiên Tôn nói với ta là thủ đoạn của hắn hơn các người một bậc, ta cũng không tin." Thanh Liên Thiên Tôn, Đế Lân, Vô Cực Thiên Tôn, Tịch Diệt Đạo Nhân, năm thiên tôn cùng nhìn Giang Nam. Giang Nam xua tay, cười toe toét nói: "Các vị đừng để bụng, ta chỉ nói thật lòng, đừng để bụng, đừng để bụng." Năm thiên tôn cười phá lên, Đạo Không Thiên Tôn cười nói: "Đạo lý của ai hơn một bậc, bản lĩnh của ai mạnh hơn, không phải nói ngoài miệng, mà phải so tài mới biết được." Vô Cực Thiên Tôn cũng cười nói: "Nếu Nguyên Mẫu đã nói vậy, thì chắc không ngăn cản ta khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn tạ tội với thiên hạ đấy chứ. Nguyên Mẫu đồng ý không?" Nguyên Mẫu Thiên Tôn lặng im một lát nói: "Nếu các người xuống tay với Nguyên Thủy Thiên Tôn, thì đương nhiên ta sẽ giúp hắn. Mới rồi, hắn gọi ta là tàu tàu, ngươi không nghe thấy sao?" Nét mặt Vô Cực Thiên Tôn xa sầm, kiên nhẫn nói: "Rõ ràng ngươi vừa nói mình không phải tàu tàu của hắn mà." Nguyên Mẫu Thiên Tôn lướt xéo Vô Cực Thiên Tôn: "Đây là chuyện của ta và hắn, liên quan gì đến ngươi đây?" Vô Cực Thiên Tôn bị Nguyên Mẫu Thiên Tôn vạc lại, tức xì khói thầm nghĩ: "Nữ nhân này quả nhiên tâm tư biến ảo khó dò, làm người ta mò không thấu mà." Thế nhưng bây giờ Giang Nam có Nguyên Mẫu Thiên Tôn trợ trận thì không dễ bắt nạt. Lỡ hai người trốn ra ngoài thì thế lực dưới tay của các thiên tôn sẽ bị Giang Nam, Nguyên Mẫu Thiên Tôn huyết tẩy. Trừ Tịch Diệt Đạo Nhân ra, các thiên tôn khác không muốn thấy chuyện này xảy ra. Việc cho đến bây giờ chỉ có thể nói chuyện một phen, bàn bạc đàng hoàng làm sao độ qua vô lượng sát kiếp này. Giang Nam hắng giọng cười nói: "Vô lượng sát kiếp đương nhiên không phải giết chóc lung tung. Theo ta thấy tổ chức cuộc chiến thảo phạt đi, thảo phạt Tịch Diệt Đạo Hữu. Ba nhà chúng ta lao qua, Tịch Diệt Đạo Hữu ngăn cản, chờ đổ hết dưới tay Tịch Diệt Đạo Hữu rồi, ba nhà chúng ta lại so thắng thua với nhau." Đế Lân gật đầu nói: "Ý này hay." Các thiên tôn gật gù khen: "Tuy là vô lượng sát kiếp, thế nhưng phải có cuộc chiến chính tà. Tịch Diệt Đạo Hữu thích hợp làm tà phái bị chúng ta xử." Tịch Diệt Đạo Nhân cười tủm tỉm: "Ồ, các vị đạo hữu khách sáo quá rồi, ta rất hoan nghênh. Một là mạng thuộc hạ của ta rẻ, chết cũng vô dụng, tùy thời dùng thần mẫu chế tạo lại. Miễn các người thấy vui thì muốn giết bao nhiêu tùy ý các ngươi. Hai là cường giả của các ngươi tấn công sẽ tử thương bao nhiêu mạng sống, ngược lại tăng mạnh tịch diệt kiếp là chuyện tốt cho ta." Mấy thiên tôn khóe mắt co giật. Tịch Diệt Đạo Nhân không sợ, không ngán bọn họ vây công. Thân thể thần mẫu đạo quân bị Tịch Diệt Đạo Nhân luyện thành thần khí tạo hóa mạnh nhất trong lịch sử, liên tục chế tạo ra đạo quân, thiên quân,
thậm chí tạo hóa ra cả đạo tôn, tái hiện lại cường giả tiền sử chết trong tịch diệt kiếp. Chết một lần thì tạo ra một, giết hoài không hết. Tịch diệt đạo nhân không nói sai, muốn diệt thế lực dưới tay gã cần lấy mạng người ra đổi. Dù săn bằng thế lực của tịch diệt đạo nhân, diệt đi thần mẫu đạo quân chỉ tăng mạnh kiếp uy, khiến cho tịch diệt đạo nhân càng hùng mạnh hơn trước. Nhưng đề nghị của Giang Nam không hoàn toàn xếp xó, vì nếu không nhổ cánh của tịch diệt đạo nhân, mặc cho bọn họ tai họa, thì tịch diệt kiếp cuối cùng cũng sẽ đến sớm hơn. Nếu các vị đã không phản đối, vậy đề nghị thứ nhất quyết định thế đi. Vô Cực Thiên Tôn cười nói, để ta nêu đề nghị thứ hai. Mới rồi Nguyên Thủy Thiên Tôn nói đồ sạch thuộc hạ của tịch diệt đạo hữu, rồi ba nhà lại phân thắng bại, cái này hơi kỳ, ta thấy không cần như vậy, mời các vị xem. Vô Cực Đạo Trác xoay chậm sau đầu Vô Cực Thiên Tôn, nó biến to ra, trong đạo trác hiện ra lưới nhân quả, các loại nhân quả giao thác vô cùng phức tạp. Vô Cực Đạo Trác luyện chế nhân quả sinh linh thời đại tiên đạo, bao gồm thiên địa nhân quả thành báu vật. Vô số nhân quả giao nhau, có ân oán giữa sinh linh bình thường, có nhân quả giữa tu sĩ với nhau, có nhân quả giữa tiên ma, thù hận giữa đế quốc, tranh đấu giữa thiên tôn. Vô Cực Thiên Tôn chỉ một cái là võng nhân quả khổng lồ từ từ đáp xuống, ẩn vào thời không tiên đạo rồi biến mất. Trên Đại La Thiên, các thiên tôn cảm ứng kỹ càng, cảm thấy trong thời đại tiên đạo tăng thêm lệ khí sát phạt, các loại nhân quả giao thác rối loạn, diễn biến thành khí đại hung. Là võng nhân quả ảnh hưởng các thiên tôn rất ít, ảnh hưởng thiên quân đạo quân cũng nhỏ bé không đáng kể, thế nhưng ảnh hưởng rất lớn đến phàm phu tục tử, tu sĩ, có thể thay đổi vận mệnh cuộc đời sinh linh. Hiện giờ nhân quả thắc loạn sẽ sinh ra các loại thị phi, bộ lạc chém giết nhau, đế quốc không ngừng chiến loạn, tu sĩ tham gia dính đến tiên nhân nắm giữ đạo thống. Tiên nhân tham gia cuộc chiến sẽ ảnh hưởng đến tiên vương tiên quân, ảnh hưởng khuếch trương từng bước, khiến cho lệ khí càng lúc càng nặng, khí thế hung hăng càng lúc càng trầm, cuối cùng liên lụy đến đạo quân, thiên quân vào, diễn biến thành vô lượng sát kiếp. Thủ đoạn của Vô Cực Thiên Tôn cao cường, làm mọi người phục sát đất, lòng lạnh lẽo. Rối loạn nhân quả, giết người trong vô hình, người đời, tiên quân, đạo quân, thiên quân rơi vào tranh đấu sát phạt, tử thương, dây dưa nhân quả không thể thoát ra. Bọn họ chỉ nhìn thấy các loại ân thù ở trước mắt, không ngờ rằng sau lưng có Vô Cực Thiên Tôn khống chế nhân quả. Vô Cực Thiên Tôn đã sớm có ý định can thiệp nhân quả tiên đạo, khiến thiên hạ rối loạn, rơi vào vô lượng sát kiếp. Bây giờ Vô Cực Thiên Tôn thuận nước song thuyền, khiến cho vô lượng sát kiếp tiên đạo càng mãnh liệt hơn. Nếu là trước kia Vô Cực thi triển đạo trác can thiệp nhân quả, thế này sẽ bị các thiên tôn ngăn cản, chấn áp nhân quả cường giả dưới tay mình. Còn bây giờ không ai cưỡng ép nhúng tay vào. Các thiên tôn thầm than dài, không biết bao nhiêu sinh linh sẽ chết đấy. Các thiên tôn không nói ra ngoài miệng. Tịch diệt đạo nhân ngạo nghễ nhìn mọi người cười khẩy nói, thứ giả dối, năm xưa ta thấy đám người đạo quân điện cũng giống như các người vậy, ngồi xem người trong thiên hạ rơi vào tịch diệt mà không cứu, ngồi xem đạo hữu của mình tọa hóa thế nhưng cũng không cứu. Giả dối, nên ta mới giết ra đạo quân điện. Đường thời thiên tôn cũng là chúng sinh, chạy trời không khỏi nắng, ai lại có tư cách chỉ trích đây. Đế Lân lắc đầu nói, tịch diệt đạo hữu à, ngươi là người dấy lên hạo kiếp này, là căn nguyên của kiếp nạn, có tư cách gì mà nói chúng ta đây? Bây giờ vô số người tử thương là vì tương lai để lại chút mồi lửa văn minh, tránh cho sau đại tịch diệt không có bất cứ sinh mệnh, vũ trụ chết hẳn. Giang Nam nghe vậy phản bác lại, bệ hạ, giả tạo là giả tạo, đừng giải thích nhiều, chúng ta cũng là chúng sinh, bản thân có bảo đảm, chỉ có thể bảo vệ mảnh đất mình muốn che chở. Các vị đạo hữu à, nếu đã giao ước ba chương, vậy để ta nói câu thứ ba vậy. Giang Nam nhìn xung quanh trầm giọng nói, thiên tôn có tôn nghiêm của thiên tôn, đối thủ chỉ có thể là thiên tôn, không được tham gia vào cuộc chiến của các vãn bối. Mọi thắng thua mặc cho thiên quân, đạo quân, đạo tôn trong thiên hạ quyết định. Sống chết do số, không do thiên tôn. Các thiên tôn cùng chiêm nghiệm câu nói này. Sống chết do số, không do thiên tôn sao? Đạo Không Thiên Tôn gật đầu nói, tốt, cứ theo lời Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thiên tôn chỉ cao cao tại thượng, không nhúng tay vào vô lượng sát kiếp này.
Thanh Liên Tiên Tôn cùng Đế Lân nhìn nhau cùng đồng ý. Được. Vô Cực Tiên Tôn mỉm cười nói, các vị đã đồng ý thì ta từ chối không được. Địch Diệt đạo hữu có ý kiến gì không? Ồ, ta thì không sao. Tịch Diệt đạo nhân cười nói, nhưng ta rất có hứng thú quyết đấu giữa Thiên Tôn. Nếu có vị đạo hữu nào muốn chỉ giáo thì ta nguyện cống hiến một phần sức lực cho thời đại tiên đạo, tiêu diệt vài Thiên Tôn, giảm thấp kiếp số đi. Các Thiên Tôn tim đập nhanh, suy nghĩ kỹ, cảm thấy có điều lạ, thầm nghĩ. Tịch Diệt đạo nhân e sợ cho thiên hạ không loạn, kiếp số càng lớn càng tốt, tại sao lại cũng động sát khí với các Thiên Tôn khác đây? Nếu nhiều Thiên Tôn sống thì tương lai Tịch Diệt kiếp càng mạnh hơn, Tịch Diệt đạo nhân nên vui mới phải. Nói vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn không làm chuyện vô ích rồi. Lúc trước hắn từng nói, nếu Tịch Diệt đạo nhân chết đi thì Tịch Diệt kiếp cuối cùng sẽ bùng nổ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói Tịch Diệt đạo nhân không nắm giữ Tịch Diệt kiếp được. Vô Cực Thiên Tôn cũng nói Tịch Diệt đạo nhân chỉ là con rối của đại đạo Tịch Diệt. Xem ra chính Tịch Diệt đạo nhân cũng cho rằng kiếp số quá lớn, bản thân sẽ bị đại đạo Tịch Diệt phản phệ. Mọi người ôm ý nghĩ riêng, Giang Nam giơ tay lên chậm rãi nói, vậy các vị đạo hữu hãy vỗ tay thể đi, hôm nay giao ước ba chương không được trái lời. Thanh Liên Tiên Tôn, Đế Lân, Đạo Không Thiên Tôn, Vô Cực Thiên Tôn, Tịch Diệt đạo nhân, Nguyên Mẫu Thiên Tôn cùng giơ tay lên, bảy bàn tay chậm rãi di chuyển, cuối cùng va chạm vào nhau. Cú va chạm không tầm thường, thân thể bảy Thiên Tôn rung mạnh, mặt Thanh Liên Tiên Tôn hiện lên tử khí đậm đặc, cánh hoa hồng mông thanh liên lắc lư, tầng tầng tan vỡ. Thế giới thụ sau lưng Đế Lân thì lá cành rào rào nổ tung. Trên mặt Đạo Không Thiên Tôn hiện ra hỗn độn tự nhiên, bị chấn vô số hỗn độn phù văn bay ra khỏi cơ thể như từng dòng sông quay quanh gã. Vô Cực Đạo Trác quay tít sau gáy Vô Cực Thiên Tôn, cắn nuốt lực lượng khuếch tán ra ngoài, Đạo Trác bị chấn kêu leng keng. Mặt Nguyên Mẫu Thiên Tôn đỏ ửng, khóe môi tràn máu biến thành một luồng linh quang. Người Giang Nam run rẩy, lô bổng hiện ra sau lưng vỡ làm 4 lần. Chỉ mình Tịch Diệt đạo nhân là bình yên vô sự, gã gửi to đứng dậy lao đi. Thanh Liên Thiên Tôn, Đế Lân, Đạo Không Thiên Tôn, Vô Cực Thiên Tôn đứng lên rời khỏi Đại La Thiên. 4 Thiên Tôn bước ra khỏi Đại La Thiên, tự phun một búng máu, giọt máu bay ra biến thành linh quang tan vỡ. Thanh Liên Thiên Tôn, Đế Lân, Đạo Không Thiên Tôn, Vô Cực Thiên Tôn đi xa. Nguyên Mẫu Thiên Tôn lo máu dính ở khóe miệng, nhìn Giang Nam chằm chằm, lạnh lùng cười. Phun đi. Giang Nam mỉm cười, kiêu ngạo hỏi lại, phun cái gì? Nguyên Mẫu Thiên Tôn lại hộc ra một búng máu, biến thành linh quang bay đi, cười khẩy nói, bảy Thiên Tôn chúng ta vỗ trưởng, trưởng lực đấu đá nhau, ai cũng phải chịu công kích từ người khác, ta không tin ngươi không bị thương gì. Giang Nam cười to nói, ta ở tiên thiên bất bại chi địa, không phải danh tiếng ảo, ta không phun. Nguyên Mẫu Thiên Tôn nhìn chằm chằm vào mũi Giang Nam, hai luồng linh quang chảy ra khỏi lỗ mũi. Nguyên Mẫu Thiên Tôn cười khẩy nói, máu chảy ra từ mũi ngươi kìa. Vẻ mặt Giang Nam bình tĩnh nói, đó là vì tàu tàu quá đẹp mà thôi. Nguyên Mẫu Thiên Tôn nghiến răng ken két, nửa cười nửa không mà nhìn Giang Nam, người không phải Giang Thái Khư, Giang Thái Khư chưa bao giờ dám đùa giỡn ta. Mặc dù Giang Thái Khư lưu tình ở khắp nơi, hậu cung vô số mỹ nhân, thế nhưng vô cùng tôn trọng ta. Giang Nam bình tĩnh cười nói, ồ, ta đã bao giờ ta nói ta là hắn chưa? Giang Thái Khư vạn hoa dính vào người, lưu bụi hoa đa tình đa chúng, còn ta chỉ có một phu nhân. Nguyên Mẫu, bây giờ nàng đã biết bản lĩnh của ta rồi, chúng ta hợp tác đủ bảo đảm an toàn cho mình được chưa?